Nè, hôm nay em sẽ giới thiệu một cái sản phẩm là nấm linh chi nhé. Nấm linh chi, nấm phải lá vàng như này nhá, lá vàng như này gọi là nấm già nấm ngon, nhưng khi cắt ra mùi nấm rất là thơm nhé. Nấm linh chi gan nhiễm mỡ nhiễm máu và huyết áp, gan nhiễm mỡ nhiễm máu huyết áp tiểu đường, dùng nấm linh chi rất là tốt cho cơ thể nhé. Mỗi một túi này sẽ có trọng lượng là 1 cân nhá. Một túi là trọng lượng của nó là 1 cân nhá. Thì nếu mà lấm màu trắng thì lấm người ta trồng thì nó sẽ có lấm trồng ở trong, lấm màu trắng là lấm trồng nhá, lấm màu trắng trắng và mặt đỏ nhá là lấm trồng nhá. Còn nếu mà lá lấm mà lá vàng nó hiện lên màu vàng cam này như này ấy, là lấm rất là già nhé, lấm già ấy. Đó. Thì là lấm già, túi lấm của nó là có từ 4 đến 5 lá nhé, 4 đến 5 lá trong một túi này nhé. Là lấm già, lấm già thì sẽ dùng nó được tốt hơn nhé. Thì mỗi một cân thì nó chỉ xếp được 4 đến 5 lá trong một túi thôi, là lấm lá to. Còn có những cái loại lá bao tử thì có thể xếp được nhiều lá nhé, thì lá nó nhỏ, nó là lấm đuối thì có thể xếp được nhỏ thì nó được nhiều hơn nhé. Thì cái công dụng chính của cái nấm linh chi này, nó giúp cho tăng cường cái này, hoạt động của hệ thống miễn dịch và kháng siêu virus nhé, giúp cơ thể luôn tươi trẻ và tăng tuổi thọ nhé. Tác dụng rất là tốt đối với các bệnh về đường hô hấp nhé. Được dùng để điều trị viêm phế quản dị ứng, hen phế quản này, điều hòa và ổn định huyết áp, giảm huyết áp với người huyết áp cao nhé, giúp cơ thể bài tiết các độc tố trong cơ thể, có tác dụng là loại bỏ các sắc tố lạ trên da, làm cho da rẻ đẹp và hồng hào, chống các bệnh ngoài da dị ứng và chứng cái nhé. Nó giúp những người bị nóng trong thì sẽ loại thải những tác dụng xấu của thận này, gan này, và ức chế nhiều loại vi khuẩn gây bệnh, nên có hiệu quả rất tốt đối với bệnh về gan này, như viêm gan và xơ gan, gan nhiễm mỡ nhé, và ngăn chặn và kìm hãm sự tăng trưởng của các tế bào ung thư nhé. Thì cái sản phẩm này thì khi mà mình lấy dao thái ra cũng được, mà mang đi thái cũng được, thì mỗi lần mình thái ra từng tầm 20 đến mỗi ngày nên uống cái này, có thể dùng để hãm trà này, có thể ngâm rượu này, có thể nấu nước uống này. Thì khi mà mình muốn uống ngon hơn thì có thể cho thêm táo đỏ và các vị thuốc bắc vào để cho uống ngon hơn nhé. Thì nếu mà hãm trà thì mình sẽ dùng 5 lát khi mà thái ra rồi nhé. Mình đun là ấm siêu tốc xong uống, cái kiểu uống trà hàng ngày là giúp cho cái bã của cái lấm linh chi thì mình cho vào các cái rễ cây trồng, nó rất là tốt cho các cây nhé. Nó thay dạng phân nó sẽ giúp cho cây phát triển khỏe hơn nhé, và lá rất là xanh nhé. Đấy, còn nếu mà mình để ngâm rượu thì mình cũng mình nên chọn cái loại lá bé nhé, mình ngâm rượu thì nó sẽ đẹp, nhìn hình thức nó bắt mắt hơn. Còn nếu mà ngâm rượu thì mình ngâm trong cái hộp dùng rượu là 40 độ nhé. Đấy, 400 dùng 3 phải ngâm ít nhất là phải trong vòng 1 tháng mới lên sử dụng sản phẩm nhé. Ngày uống khoảng 20-30 ml, ngày uống 2 lần. Người bị cảm phát sốt, đau mắt đỏ thì cũng nên dùng rượu lấm linh chi nhé. Còn nấu nước thì lấm linh chi thái nát rồi cho vào nước đun sôi này, và để nhỏ lửa trong 20 phút. Thì thường bây giờ có cái ấm siêu tốc uống thì cho 3-5 lát, khi mà thái ra cho vào trong đấy, cho thêm ít táo đỏ và cam thảo vào uống cho nó ngon nhé. Cái này sản phẩm này
À, nếu mà lấm già mà khi thái ra thì mùi rất là thơm nhé, rất là thơm. À, mình uống nó sẽ rất là tốt cho gan, cho thận này. Đấy, nó lọc bỏ những cái vi khuẩn gây hại cho cơ thể ra khỏi cơ thể nhé. Uống lấm linh chi này rất là mát này. Đấy, mùa này một túi này khi mà mình mang đi thái được rất là nhiều. Đấy, bảo quản thì khi mà dùng xong thì bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh nhé. Mình sẽ thái ra và để nếu mà để thì để cho cô giáo tránh nắng mặt trời nhé. Thì một sản phẩm này một cân này mình sẽ uống được 2-3 tháng này. Đấy, uống 2-3 tháng cho một lần này, một lần này. Đây là sản phẩm lấm linh chi nhé, lấm linh chi túi xanh nhé, túi xanh loại vàng chanh nhé. Đấy, lấm linh chi nó còn bổ sung rất nhiều các loại vitamin, khoáng chất để làm chống lại những cái virus gây bệnh nhé, tăng cường chức năng thải độc của gan, loại bỏ các độc tố kim loại ra khỏi cơ thể, đồng thời bảo vệ gan trước nguy cơ gan nhiễm mỡ, nhiễm máu và xơ gan, viêm gan nhé. Lấm linh chi còn chống nhiễm mỡ và chống xơ vữa động mạch, giúp giảm cholesterol trong máu này, lọc sạch máu, bảo vệ thành mạch, thúc đẩy quá trình lưu thông máu, tuần hoàn máu trong cơ thể. Đối với hệ thần kinh thì lấm linh chi giúp làm giảm mệt mỏi, căng thẳng, giúp an thần, thư giãn. Đấy, giúp an thần, ngủ ngon, sinh nhiệt cơ thể, tăng cường trí nhớ cho người già nhé. Lấm linh chi như một chất chống oxy hóa, có thể chống lại các gốc tự do từ môi trường và tiêu bức xạ, thúc đẩy tiêu hóa tốt này, giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất tối đa, bảo vệ được cả dạ dày, điều hòa kinh nguyệt cho chị em phụ nữ. Nếu mà uống lấm linh chi thường xuyên nhé thì giúp cho da dẻ căng mịn và hồng hào, làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa các cái bệnh dị ứng ngoài da, đồng thời giúp đen tóc nhé và mượt tóc hơn. Cái này nếu mà có nếu mà cái này có thể xay một miếng thành bột nhá, xong là khi mà pha thì mình bỏ cái bã đi nhá, bã nó không sử dụng được. Thái ra thì sử dụng được trà uống nhá. Nếu mà còn có chức năng là dưỡng da, lấm linh chi nghiền trộn với mật ong làm dưỡng da nhá. Bã lấm có thể đi tắm cho da dẻ hồng hào. Lấm linh chi có rất là nhiều chức năng và tác dụng khác nhau nhé. Cái bã của cái lấm linh chi này cũng rất là tốt nhé. Đấy, cái sản phẩm này lấm linh chi nếu mà sử dụng thường xuyên trong mùa hè này giúp cho da dẻ mình không bị khô nhé. Một túi lấm linh chi này trên shop đang bán là có giá gần 1 triệu nhá, 1 triệu. Cái này là loại thơm ngon nhất đấy, còn cái loại màu trắng đỏ là cái loại đấy là loại nấm trồng công nghiệp nhá. Còn loại xanh này thu hoạch rất là lâu rồi đi thu hoạch rồi nhá. Cái này khi mà đã bóc ra thì mình bảo quản ở nơi khô ráo tránh nắng mặt trời thì mình sẽ bảo quản được lâu hơn và sử dụng được lâu hơn, không bị mối mọt và mốc nhé. Một túi là 1 cân này. Đấy, chị bảo hủy đi, chị bảo khách hủy. Đây là lấm linh chi nhé. Nước sâm 65 tuổi này. Đây là nước hồng sâm 65 tuổi này. Hộp rất là to, là cả đĩa cả tặng rất là đẹp. Hộp
hộp của nó sẽ là 30 gói nhé. Mỗi gói là 70ml cho một hộp này nhé. Hộp rất là to luôn. Hàng này hàng của Nông Hiếp. Nông Hiếp nổi tiếng rồi. Nước hồng sâm Bio Farm Hàn Quốc hộp 30 gói, đấy của hãng Bio Bio Nông Hiệp. Cái này nó có bên công ty sẽ đóng gói là có hai loại, một loại 30 gói và một loại 60 gói nhé. Trọng lượng của nó thì đều là 70ml nhé. Cái này chưa sản xuất, chủ yếu là nước hồng sâm 65 tuổi này, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Hàn Quốc nhé. Cái thành phần của cái sản phẩm này chủ yếu từ những củ nhân sâm 65 tuổi nhé, cùng với vị nhu hiêu, táo đỏ và sâm NG và nước hồng sâm nhé, và nước hồng sâm tinh chất nhé. Đấy, cái công dụng của cái sản phẩm này thì nó có những tác dụng sau nhé. Lúc mà tăng cường trí nhớ, tăng cường sự tỉnh táo, cải thiện tập trung và hiệu suất trong công việc lẫn học tập nhé. Cải thiện giấc ngủ này. Sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ sâu, giúp người dùng giảm các cảm giác mệt mỏi, khôi phục năng lượng mỗi sáng này, giúp cho bồi bổ cơ thể, rất hiệu quả cho những người suy nhược, người bệnh, hỗ trợ phục hồi sức khỏe sau phẫu thuật này, tăng cường hệ miễn dịch nhé, tăng cường khả năng đề kháng cho cơ thể, giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tật và uống vặt nhé. Còn có các tác dụng là làm đẹp da nhé. Công thức đặc biệt giúp da dẻ trở nên hồng hào, mịn màng, đồng thời giảm thiểu các vết nám và tàn nhang nhé, nếu mà mình phải uống thường xuyên nhé. Cải thiện sức khỏe sinh lý, góp phần tăng cường sinh lý, cải thiện chất lượng cho cuộc sống cho cả nam và nữ nhé. Hỗ trợ hệ tiêu hóa, cải thiện chức năng tiêu hóa này, giúp hệ thống tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn này, giảm stress và mệt mỏi, giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi, mang lại cảm giác thư giãn và tinh thần sảng khoái nhé. Cải thiện sức mạnh của cơ bắp này, nâng cao sức mạnh và độ bền của cơ bắp này, hữu ích cho những người tập thể dục thể thao nhé. Hỗ trợ sức khỏe cho tim mạch, góp phần cải thiện sức khỏe của hệ thống tim mạch này, giúp duy trì sự cân không bằng không và ổn định cho tim mạch. Rất là nhiều tác dụng khác nhau nhé. Những người mà lên sử dụng cái sản phẩm này nhé thì là phù hợp với những người cao tuổi, người yếu đề kháng và thể trạng suy nhược nhé. Bệnh nhân sau mổ điều trị các bệnh nền như tiểu đường và huyết áp này, phụ nữ tiền mãn kinh, nam giới yếu sinh lý. Sử dụng cái sản phẩm của cái nước hồng sâm này thì người lớn sử dụng 1 đến 2 gói mỗi ngày, uống sau ăn 30 phút nhé, không nên uống vào buổi tối này. Đấy, bảo quản thì để nước khô ráo tránh nắng mặt trời nhé. Nếu mà không thì hết các gói ra cho vào ngăn mát tủ lạnh để uống dần, để cho cái công dụng của nó được sử dụng một cách tốt nhất nhé. Hạn sử dụng của cái sản phẩm này đến 20 xanh anh có lấy làm gì? Cứ để đấy cho anh, mà cô ra cô xem. Sử dụng đến 2026 nhé. Cho cái phân loại này cho nó về không đi, để lại một phân loại là 30 gói thôi. Cái phân loại của nó ấy, cho cái phân loại 10 gói về không, còn lại đây để lại cái phân loại là 20 gói với 10 gói thì cho về không là được. Hôm nay ngoài là hôm nay vừa hỏi lắm đấy. Lấm gì? Đây anh vừa trả lời họ. Nhưng mà họ đặt chưa?
nó hỏi là hôm nay mình có nhận được không? Bạn nhận được luôn thì cần gấp thì mình gửi ngoài cho đánh viết ấy và không giấu thôi, đừng viết giấu cái spray sản phẩm nước hồng sâm nhé, hồng sâm nguyên chất luôn đấy, nên là làm quà biếu và tặng cũng rất là sang trọng và lịch sự, rất là chắc chắn. Một hộp là của nó là có gói tất cả sản phẩm này, có 30 gói nhá, một hộp 30 gói tất cả. Đó. Khi mà uống hồng sâm vào trong cơ thể người, nó mùa này thì nên uống hồng sâm nhá. Hồng sâm này giúp cho cơ thể nó lưu thông máu, chống lão hóa và giúp cho cơ thể lúc nào nó cũng bổ sung nước rất là tốt nhá. Cái thành phần chủ yếu của nó là sâm 65 tuổi nhá, củ hồng sâm 70% và rễ hồng sâm là 30% nhá, từ thực vật tổng hợp chất rắn nước tinh chế này, rễ đồng quy là cứu quế gừng hoàng kỳ chất xuất hồng sâm đấy, giúp tỉnh táo tinh thần, tăng hiệu quả